Tối nay bảo trì 30 phút, vẫn là 0 giờ đó anh. À, 0 giờ ok. Kêu là bảo trì 1 tiếng nhưng mà đó là dự kiến mà. Bọn này bảo trì được cái là sớm hơn bọn VTC Game thôi, còn hay bị lỗi lắm. Vậy được rồi, để cập nhật sự kiện vào nè. Quay QCM. Đứa ca kêu rất nói bé thôi, cười hơi nhiều. Đức ơi, có thanh niên đứa ca bảo ông nói ít đi kìa, ông đã trả luôn cái nhở. Giận ơi là giận, thích thì on game giận ơi. Yeah. Ủa mà nãy cười, nãy giờ có cười gì đâu ta? Trời ơi, chạy cái bọn. Ê, có một câu lạc nè. Ai kiếm đâu vậy? Trời ơi, chạy ngang cái sát bài lên thấy cái quần mà hồng luôn kìa. Chạy cái ông giả thi, ông kéo con đi nghe, chạy qua. Bom nữa, bom nữa, bom nữa, bom nữa. Rồi, đã xong. Má Garena còn lỗi bỏ mật. Bỏ thật ngu nha, bỏ thật ngu chưa? Bỏ rồi anh. Ủa tự do 1, tự do 2 full như này, không biết chơi ở đâu bây giờ. Thế có thằng 30, 103. Có mùi nhá tem ạ, như thế là có mùi đấy. Chứ 103 AK sát thương cái này thì 99.99% là hack nhá. Google vừa qua ra có hiện tượng lạ. Cái gì à Hải Trần? Có chuyện gì mà lại lỗi? Có hiện tượng lạ gì à Hải Trần? Tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Tôi bị đạo Phật, thấy Chúa Giê-xu rồi. Anh em nào lại có M4 nào lấy M4 đi. Nhanh nào, viết ra nào. Phát ra xong vào lại đó. Ờ, phát ra vào lại. Phát ra tham gia giữa trận. Ôi, xong rồi. Sao đéo được? Tham gia giữa trận. Dạ không? Lỗ 39 à? Vậy anh tắt game luôn, anh tắt game. Xong vô bắt đầu ngay. Tắt game luôn nha, tắt ra xong tắt game chứ không phải ấn hủy. Ok xong, anh tắt ra, bắt đầu ngay. Biết thế để chết một mạng cho nó nhanh. Chết sao được, anh nghĩ tem này dễ cho anh chết hả? À, ra lúc ra boss anh bắn tự sát là chết mà. Nó vẩy bốn cái kia mình không nhảy tránh thì chết là thoải mái. Bây giờ muốn chết là phải nhặt mã mới chết được. Tôi bây giờ xác định là phải bắn con à hết trận. Co rifle coi như hết sạch. Ô khỉ đó. Ủa nay giờ không để ý ông Lamila không ao luôn cái gì. Gì anh ơi, thế nào thế ông ơi? Đấy đang vào đây rồi. Con chưa tìm được. Em thoát ra tham gia giữa trận được này. Đang thử gì nhỉ, đang thử tải. Nhưng mà của anh bị lỗi fail 39. Ừ, vậy là bắt buộc phải dùng cách đó thôi. Tắt game tao lại. Bom kia. Cái gì? Không, tôi bảo bên BB top. Vẫn bị phê 39 em ơi. Anh ấn về đàn thường. Rồi ấn ngược lại. Nhưng mà vào phát nó hiện lên cái bảng này. Ui, vậy là máy cùi rồi. Chịu. Ê, hỏng luôn như này. Thôi anh em đi, đi xong trận đi xong kẹp lại anh phát nữa. À thì ra là cái anh Lamela là ở đây, đang đây đúng không? Ôi, quên mất, đứng cái quả hơi bị ngu. Ủa con thằng chết rồi vậy? Ở mid này, người boss đó.